bạn. Hiện giờ thì Thái Mì đang chuẩn bị đi ăn dinner, đi ăn tối. Thì hôm nay định là sẽ ăn bún đậu mắm tôm. Nghe nói cái chỗ này đồ ăn bán rất là ngon, thì Thái Mì cũng đi ăn thử cho biết. Rồi bây giờ Thái Mì mời cô chú và các bạn để cùng đi với lại Thái Mì. Hello Thái Mì, chào cô chú và các anh chị. Thái Mì đã đến quán bún rồi đây. Đây là menu của quán bún ngày hôm nay. Đây là có bún mọc nè, bún riêu nè, bún chả giò nè, bún ốc nè. Nói chung là về bún là ở đây đều có hết. Đây là bún đậu mắm tôm Thái Mì order rồi cô chú và các anh chị. Bữa nay có chả này nè, thế chả cốm. Chả cốm. Thấy không? Nhìn chén mắm tôm á, hấp dẫn cô chú và các anh chị này. Tới ca cuốn rau với bún thôi mà nó bay cái mùi mắm tôm lên làm thấy mình thấy ngon dễ sợ luôn. Cái này là kêu là chả cốm, chả lụa thôi, chả lụa mà có gì ở trong đó. Chả cốm gọi là chả cốm em. Này đó, ăn không? Ăn đi, ăn đi. Tiệm ở đây tên là quán bún cô chú và các anh chị. Tiệm cũng không có lớn lắm, cũng vừa thôi. Nhưng mà lần đầu Thái Mì đến đây thì Thái Mì thấy cũng có nhiều người đến đây ăn, thì Thái Mì thấy ngon lắm. Và bây giờ đến Thái Mì bỏ ớt vô cái mắm tôm thì Thái Mì sẽ ăn thử nó ra sao. Thấy ca vậy. Alo mợ. Tại sao mà lại tới sớm? Sao mà tới sớm vậy? Đó đi chừng sáng liền luôn. Này làm ngon ha. Quay bản, quay bản, quay bản. Quay bản, quay bản. Tại dù quay bản, năm bản cửa rồi. Mà đâu mất nhà hàng con. Vậy, quay bản. Sao vậy? Sợ dơ. Đêm giờ đóng cửa. Ăn rồi gì trắng hỏi. Sao mấy đứa? Chị. Nghe nó chị. Nghe nó về luôn rồi hả chị? Đây rồi. Đem cái hộp cho mẹ. Họ làm mắm tôm vừa ăn hơi ngọt ngọt mà không có vị mặn lắm, rồi thêm mì cao máu nên thêm mì không có ăn được cái mắm tôm hay những cái loại mắm mà nó mặn. Bây giờ thêm mì chấm miếng rau ăn ngon lắm cô chú và các anh chị, quá ngon luôn. Ớt thì cay lên rồi, quá hấp dẫn luôn. Rồi cô chú và các anh chị nhìn sói ca ăn là không nói luôn, lên lời luôn là biết là ngon rồi, chứ thôi sói ca mà ăn cái gì mà không ngon là sói ca nói liền. Nó là im lặng mà hành động là biết là nó hấp dẫn. Bây giờ Thái Mì sẽ ăn miếng thịt nha. Mà Thái Mì á, ăn cái thịt á, Thái Mì á, chỉ có ăn cái thịt thôi, còn cái da với cái mỡ á, Thái Mì không có ăn được. Chị tôi bớt trái coi. Có 5 đồng luôn mà. Gọi luôn anh. Gọi luôn. Món này mà có thêm ly rượu hay ly bia là ngon lắm cô chú và các anh chị nha. Thôi như vậy là còn quá ngon rồi. Đợt vừa rồi đó là nguyên cái miếng chả cốm chiên lên giống như nếp. Mà cái này ngon hơn ha. Nói là mẹ nói là xuống trả tiền. Xuống trả tiền thì nó sẽ quay lại trả. Nhưng mà có nói đó là sẽ mẹ cũng nói vậy không? Đó. Rồi sao? Thì Thì nó nói là nếu mà mẹ nó không quay lại thì nó quay lại cả. Nó biết anh Lộc mà. Nó anh Lộc biết nữa. Nó nói gì nói anh Lộc thì nói gì đó. Không mở em. Ê thôi anh đèn đúng rồi đi. Quá vậy luôn đi không quá. Thêm mì mời cô chú các anh chị. Những cái gì mà có loại là mắm đó, là Thêm mì rất thích ăn. Tại Thêm mì là người Nam đó, nên rất thích ăn những cái loại mắm. Nhưng bác sĩ không có cho Thêm mì ăn mắm, tại vì Thêm mì bị cao máu. Bạn thêm bún riêu hay bún canh bún? Cũng nào không? Tùy anh ăn nào ăn đó. Chiều nó dùm anh đi, các canh bún cho bún riêu. Em ơi, em ơi em. Em ơi, ơi. Ồ cho chị thêm một cái canh bún với một cái bún riêu. Tôi ngồi ăn đây chị. Hả? Tôi ngồi ăn ở đây. Ok. Canh bún bún riêu hả? Món bún riêu đã ra rồi, nhìn hấp dẫn quá. Mắm tôm à? Thơm quá chừng luôn nè. Rồi nhìn thấy ở trong đây có bà hủ nè, có huyết nè, có thịt nữa nè. Nhìn cái màu nó ngon lắm. Cứ cả hết. Sao? Nước ngon à. Tô canh bún này hấp dẫn quá, nóng hổi bóp khói lên luôn. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Yeah. Ồ có rau muống nữa nè. Có rau muống. Ở này có rau muống nè. Thêm rau. Chả Huế. Ồ, có chả Huế nữa nè. Cái huyết nữa nè. Thêm mì cảm ơn cô chú và các anh chị rất nhiều.